thưa quý vị sáng nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ cùng đoàn công tác tiếp tục dự các hoạt động trong chuỗi sự kiện tại lễ hội cà phê sơn la tại xã hua la thành phố sơn la tới thăm vùng trồng cà phê của tỉnh sơn la chủ tịch quốc hội ân cần thăm hỏi động viên chúc mừng bà con đã cùng với đảng bộ chính quyền tỉnh nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thách thức đưa cây cà phê arabica sơn la từ loài cây cải thiện sinh kế trở thành thương hiệu đặc sản khẳng định được vị thế cà phê arabica sơn la tại thị trường trong và ngoài nước chủ tịch quốc hội mong muốn bà con tiếp tục gìn giữ phát triển vùng trồng cà phê arabica chất lượng cao bền vững góp phần nâng tầm hơn nữa giá trị của cà phê arabica sơn la đẩy mạnh hợp tác liên kết trong sản xuất chế biến tiêu thụ cà phê cùng hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh Sơn La trở thành trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ theo tinh thần nghị quyết số 11 ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác cũng đã dự hội thi nhà nông đua tài với chủ đề sản xuất cà phê bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho cán bộ nông dân sản xuất cà phê tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La, có cơ hội giao lưu văn hóa, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cà phê, tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết trong cán bộ nông dân giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La. Hội thi gồm các phần thi về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và hiểu biết về sản xuất cà phê, chính sách, kỹ thuật sản xuất chế biến, thị trường liên kết sản xuất chuyển đổi số trong nông nghiệp, hình thành và phát triển chuỗi sản xuất cà phê bền vững, thi hái cà phê, thi vườn cà phê đẹp, trình bày giới thiệu sản phẩm cà phê đến đại biểu khách tham quan. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tại bản thống nhất xã mường bon huyện mai sơn chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn công tác dự lễ khánh thành nhà máy chế biến cà phê sơn la thuộc công ty cổ phần chế biến cà phê sơn la nhà máy được đưa vào hoạt động tạo điều kiện cho các hộ gia đình trồng cà phê các doanh nghiệp hợp tác xã kết nối chuỗi sản xuất tiêu thụ cà phê bền vững gắn kết giữa sản xuất chế biến tiêu thụ và xuất khẩu đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà máy chế biến cà phê sơn la Hôm nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, các đại biểu đã được nghe về kết quả thực hiện nhiệm kỳ xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội giữa nhiệm kỳ của tỉnh Hải Dương. Trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương, phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Tỉnh cũng cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời yêu cầu công tác phát triển đảng viên ở Hải Dương cần căn cứ vào tình hình thực tiễn và đề ra chỉ tiêu phù hợp, số lượng phải đi cùng với chất lượng. Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn và chúc mừng ban thường vụ tỉnh ủy Hải Dương sẽ quyết tâm cao hơn nữa trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tỉnh đề ra, đưa Hải Dương phát triển nhanh hơn bền vững. Ngày 20 tháng 10 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác chủ yếu 3 tháng cuối năm 2023 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp tỉnh ủy, thành ủy, khu vực miền Trung Tây Nguyên. Trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp khu vực miền Trung Tây Nguyên đã chủ động thực hiện nhiệm vụ trung tâm, trong đó tập trung giả soát, sửa đổi, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, khắc phục theo các yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ, kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp. Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong khu vực sẽ tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đã xác định từ đầu năm, trong đó khắc phục các khuyết điểm hạn chế, chủ động phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộng ở địa phương và đơn vị Sáng nay tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội tổ chức buổi ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Biêu điện Việt Nam nhằm tiếp tục thúc đẩy triển khai đề án 06, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. thỏa thuận hợp tác triển khai đề án 06 giữa Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam gồm 8 nội dung chính như hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các điểm phục vụ của Bưu điện, hợp tác triển khai mô hình sàn giao dịch nông sản, đồng thời chia sẻ thông tin, truyền thông đến người dân để thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nông sản, sản vật địa phương. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cũng đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai 100% các điểm bưu chính trên toàn quốc, bố trí người hướng dẫn thực hiện dịch vụ công bắt đầu từ tháng 11 năm 2023. Bộ Công an khẳng định, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Công an xã trên cả nước sẽ đồng hành phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng công dân số, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng vật, tạo văn minh xã hội. cũng trong hôm nay, cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức họp báo về cuộc thi giải pháp công nghệ dữ liệu số với cuộc sống. Theo cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, mặc dù đây là lần đầu tổ chức song cuộc thi đã thu hút gần 200 ý tưởng của các cá nhân, đơn vị. Đối tượng tham gia cuộc thi rất đa dạng, có không ít hồ sơ đến từ các đơn vị nước ngoài. Có nhiều giải pháp tương đối hoàn thiện, nếu hiện thực hóa thành công sẽ góp phần giải quyết các vấn đề thiết thực trong cuộc sống như sàn giao dịch việc làm quốc gia, giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu căn cước công dân gắn chip trong phòng chống mua bán trẻ sơ sinh và mang thai hộ trái quy định của pháp luật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công bằng ngôn ngữ lớn. Cuộc thi dữ liệu với cuộc sống là tiền đề để thu hút nguồn lực từ cộng đồng tài năng trẻ, đồng hành cùng bộ công an và chính phủ để phát huy tính sáng tạo, hình thành những ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực các giải pháp xoay quanh ba trụ cột chính là chính phủ số giải pháp thúc đẩy dịch vụ công hiệu quả xã hội số thúc đẩy dịch vụ an sinh xã hội và kinh tế số thúc đẩy phát triển kinh tế